Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây phần mic nghe gọi trên điện thoại Huawei P20 Pro đã có mặt tại didongcaocap.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi trên Huawei P20 Pro, nói đầu bên kia nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn đúng không? Là do phần mic đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. didongcaocap.vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên Huawei P20 Pro nói chung và phần mic nghe gọi trên Huawei P20 Pro nói riêng thay mới các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua cái địa chỉ của didongcaocap.vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024-66-75099 didongcaocap.vn nhận thay mới, sửa lỗi hỏng mic trên Huawei P20 Pro hàng đầu Việt Nam.